Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng vừa tiến hành giám sát tại hai xã Thuận Hòa và Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành. 6 tháng đầu năm 2023, huyện Châu Thành phát sinh 2 hộ nghèo. Hiện nay toàn huyện còn 1.464 hộ nghèo, 930 hộ cận nghèo đang được địa phương rà soát lại để hỗ trợ các hộ kịp thời. 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được huyện Châu Thành triển khai tốt và đảm bảo đúng quy định. Đoàn ghi nhận kết quả và đề nghị Châu Thành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc. Các xã trên địa bàn huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách có liên quan đến dân tộc tại huyện nhà. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp tổ chức truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn. Tại đây, 60 đại biểu là ngư dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trên các tàu cá trên địa bàn huyện Trần Đề, Sóc Trăng, được phổ biến giáo dục pháp luật liên quan, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, truyền thông về sơ cấp cứu tai nạn trên biển, các nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 60 bình lọc nước với tổng trị giá 75 triệu đồng và 120 lá cờ tổ quốc cho các ngư dân tham gia hội nghị. Hoạt động này nhằm nâng cao hiểu biết, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật của ngư dân, nhất là về khai thác thủy hải sản trên biển, cũng như trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.